Người phụ nữ sống dưới ống cống 20 năm, tò mò xuống theo, chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc dưới lòng đất. Không biết dưới cống có điều bí ẩn gì khiến người phụ nữ này suốt 20 năm sống bên dưới mà vẫn không chịu di dời. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, số lượng người vô gia cư không thể đếm hết vì mỗi lúc một tăng. Nhưng có một thực tế là cuộc sống của họ vô cùng bí ẩn, khiến không ít người ngạc nhiên, nhất là nơi được gọi là nhà khi một ngày kết thúc. Người phụ nữ vô gia cư 66 tuổi này là một trường hợp đặc biệt, bởi trong suốt 20 năm chỉ sống dưới cống nước với tất cả sinh hoạt, ngủ nghỉ trong không gian chỉ khoảng 3m2, nằm dưới độ sâu 3-4m so với mặt đất. Người phụ nữ 66 tuổi sống dưới ống cống suốt 20 năm qua. Người phụ nữ vô gia cư này đã sống như vậy suốt 20 năm bởi không có chỗ nào là nhà ngoài chiếc cống nước bỏ hoang này. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng cuộc đời cũng nhiều bất hạnh khi bị người chồng bạo lực và con trai không hiếu thảo với mẹ, khiến cô phải rời khỏi nhà. Không gian chật hẹp, nền đất ẩm ướt đều phải dùng giấy bìa, mảnh tôn, nhựa để chống bụi và thấm nước. Mọi đồ dùng sinh hoạt đều cũ, ẩm mốc và phải dùng nến để thắp sáng. Dưới cống nước chỉ đủ để một người nằm. Tuy nhiên, những vật dụng cần thiết vẫn luôn có sẵn và được giấu bí mật ở một chiếc cống khác gần đó. Công việc để mưu sinh hàng ngày là làm thuê, nhặt rác để kiếm sống. Hàng ngày cô phải leo lên vào sáng sớm và leo xuống khi đêm muộn. Thật không dễ dàng cho cuộc sống mưu sinh của người vô gia cư. Bắt được thứ này ngoài bờ biển, ngay lập tức nhập viện khi chạm tay được 5 giây. Nếu bạn không may bắt gặp con vật này trên bờ biển thì cũng đừng chạm tay vào, kẻo hối hận không kịp. Người dân nước ngoài trong một lần đánh cá đã bắt được một con quái vật biển bí ẩn. Vì tò mò nên ông ta đã chạm vào con vật này. Ngay lập tức ông được đưa đến bệnh viện. Vậy điều gì đã xảy ra với ông? Con vật kỳ lạ được tìm thấy trên bờ biển. Ban đầu người ngư dân chỉ nghĩ rằng đó là rác bị vứt xuống biển, nên định nhặt lên để vứt đi. Tuy nhiên, ông ta nhận đó là một cơ thể sống. Sau đó, ông ta nhanh chóng vứt một vật kỳ lạ này xuống, nhưng bắt đầu thấy bàn tay của mình bị ngứa và đau. Quái vật kỳ lạ này có gai độc và người ngư dân ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Con quái vật này có hình dạng gần giống như con sâu bướm, nhưng khi bị tưới nước vào cơ thể thì tự động nó sẽ co người lại và những chiếc gai trở nên rất sắc nhọn. Mọi người trên tàu cá đều bất ngờ vì chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào lạ như vậy. Họ còn nói đùa với nhau rằng đây chắc chắn là sinh vật ngoại lai. Nhân viên của Viện Nghiên cứu về sinh vật biển của địa phương cũng không thể trả lời đây là loài sinh vật gì. Mọi người chỉ có thể chờ đợi thêm các chuyên gia có liên quan. Mười lăm động vật bí hiểm và quái đản nhất đại dương, loài người chúng ta mới chỉ khám phá được ít hơn 5% đáy đại dương. Nhiều sinh vật biển mới được phát triển đã gây bất ngờ vì sự độc đáo khó tin. Loài sinh vật này sống trong những phần sâu nhất của đại dương, sống ở vùng biển tối tăm. Chúng có với những xúc tu dài, hình dạng như người ngoài hành tinh và khả năng thể phát sáng. Cá mập có cái mũi kỳ lạ, được tìm thấy chủ yếu ở các vùng biển của Nhật Bản khoảng 1.200 mét dưới mặt nước. Các nhà khoa học đã có một thời gian dài khó khăn trong việc
tiếp cận với cá mập kỳ lạ này. Bạch tuộc chăn là một trong những sinh vật biển tuyệt vời, như tên gọi của nó, giống như một tấm chăn đẹp hoa văn nổi trên mặt nước. Cá mập miệng rộng. Cho đến năm 1976, loài cá mập lớn miệng vẫn chưa được biết đến bởi các nhà khoa học, cho tới khi các thuyền viên của một tàu hải quân Mỹ ở Hawaii bắt được nó. Nhiều thập kỷ trôi qua, các nhà khoa học vẫn đang cố gắng để tìm ra cách thức hoạt động của loài cá mập này. Cá mắt thùng. Được tìm thấy ở độ sâu 2.000 mét, loài cá này có nhãn cầu lớn giúp chúng thu thập nhiều thông tin trong khi đối mặt với kẻ thù hoặc săn mồi. Mặc dù thích thức phát hiện vào giữa thế kỷ 19, nhưng sinh vật này có thể đối mặt với những nguy cơ tuyệt chủng do việc đánh bắt không có tổ chức. Cá heo đột biến được mô tả bởi các chuyên gia hàng hải trên toàn thế giới như là sinh vật thời tiền sử. Xác loài cá heo này đã được tìm thấy trên một bãi biển hẻo lánh ở phía đông của Nga vào đầu năm ngoái. Nó được xác định là một loài cá heo lớn, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của lông và mỏ như con chim đã khiến nhiều người chuyên gia sinh vật biển bối rối. Cá thiên văn. Đừng để bị lừa bởi tên gọi lãng mạn của nó. Loài cá này có khả năng ngụy trang siêu việt. Khả năng săn mồi nguy hiểm, chúng được tìm thấy ở vùng biển Indonesia, Canada và Mỹ. Cá mập xếp nếp. Có chiều dài khoảng 1,5 đến 2 mét. Loài cá mập này có lối di chuyển giống như một con rắn, thường sống ở độ sâu 2.000 mét. Loài cá này khá khó theo dõi, nó mới chỉ có được quay phim trong môi trường sống tự nhiên gần đây nhất là năm 2004. Đây là một sinh vật biển khá khó để đặt tên, nó dường như chỉ có thể tồn tại trong một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng. Nắm biển sâu. Với hình dạng tương tự cây nấm, sinh vật này được phát hiện vào đầu năm 1986 ở ngoài biển khơi Australia. Những nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Cambridge đã có thể vẽ một bức tranh rõ ràng hơn về nguồn gốc tiến hóa của chúng. Mực khổng lồ, loài sinh vật huyền thoại này đến thế kỷ 21 vẫn còn gọi là một bí ẩn. 2004 là năm đánh dấu ngày đầu tiên loài sinh vật này được chụp ảnh trong môi trường hoang dã. 13. Cá cần câu. Chúng sống trong bóng tối, hoàn toàn dưới chiều sâu, một dặm dưới bề mặt của nước, thuộc khu vực nước lạnh, săn mồi bằng chiếc cần câu, độc đáo, có thể phát sáng. 14. Lươn nuốt chửng. Loài cá này có một cái miệng khổng lồ trông rất đáng sợ. Dù vậy, không như tên gọi, chúng thường chỉ ăn rong biển và động vật giáp xác nhỏ. Hơn 60 năm trước, một nhóm các nhà khoa học người Thụy Điển đã tình cờ phát hiện ra loài sinh vật biển có hình dạng như chiếc tất cũ. Nó đã được đặt tên đúng như hình dạng của mình. Pharaoh Tutankhamun là những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới khi được bảo quản còn gần như nguyên vẹn. Năm 1971, một nhóm công nhân ở Trung Quốc tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn của xác ướp phụ nữ trong ngôi mộ thời nhà Hán. Các chuyên gia xác định bà là vợ một vị quan nhà Hán trên cách đây vào khoảng năm 178 đến 145 trước công nguyên. Xác ướp này được đặt tên là Phu Nhân Giai. Xác ướp nổi tiếng này vẫn còn rất mềm, tứ chi không cứng đơ, tóc, các cơ quan nội tạng và thực phẩm trong dạ dày vẫn còn. Bên cạnh xác ướp, các chuyên gia còn tìm thấy hơn 1.000 hiện vật quý bả. Các chuyên gia còn tìm thấy hơn 1.000 hiện vật quý giá bao gồm 22 váy lụa và 9 sợi dây bao quanh xác chết. Xác ướp Pharaoh Tutankhamun là một trong những xác ướp nổi tiếng nhất thế giới. Thế đó vào ngày 4 tháng 11, 1992, nhà khoa học Howard Carter tìm thấy quan tài chứa thi thể của Pharaoh Tutankhamun tại thung lũng các vị vua Ai Cập. Cái chết của vị hoàng đế lên ngôi từ năm 9 tuổi và qua đời năm 18-19 tuổi cho đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Hầm mộ chung cất Pharaoh Tutankhamun được đánh giá là nguyên vẹn nhất so với những ngôi mộ hoàng gia Ai Cập khác từng được phát hiện. Rosalia Lombardo là em gái người Italia sinh năm 1918 ở Palermo, Sicily,
Bé gái này qua đời vào ngày 6 tháng 12 năm 1920 do viêm phổi. Cha của Rosalia đau buồn trước cái chết của con gái nên ông nhờ giáo sư Alfredo Safafia, chuyên gia về ướp xác, bảo quản thi hài của con gái nhỏ bé. Lambado là một trong những thi hài cuối cùng được đặt vào trong hầm mộ Capuchin ở Palermo. Thi hài Lambado là một trong những xác ướp được bảo quản tốt nhất thế giới, khiến không ít người không tin rằng cô bé đã qua đời cách đây khoảng 90 năm. Do vậy, xác ướp Lambado được đặt cho biệt danh là người đẹp ngủ. Solomon là xác ướp tự nhiên của một người đàn ông sống vào khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên, thời kỳ tiền đồ sắc Roma. Xác ướp này được phát hiện nằm trong đầm lầy ở Jutland, Peninsula, Đan Mạch năm 1950. Ông bị treo cổ đã hiến tế cho các vị thần. Thi thể ông nằm trong một bãi than bùn nên hầu như không phân hủy. Bảo tàng Sukaborg ở Đan Mạch hiện bảo quản và trưng bày xác ướp này. Xác ướp Brinder là tên gọi mà mọi người đặt cho xác ướp tự nhiên của người đàn ông trưởng thành Hy Lạp được phát hiện tại Gabalin, Hy Lạp. Người này sống trong khoảng thời gian trước năm 3400 trước công nguyên hoặc có thể sớm hơn. Hiện tại xác ướp Brinder được bảo quản và trưng bày ở bảo tàng Anh. Ozzy là xác ướp người đàn ông sống trong thời gian khoảng năm 3300 trước công nguyên, cách thời điểm hiện tại 53 thế kỷ. Các nhà khoa học phát hiện Ozzy vào tháng 9 năm 1991 tại dòng sông băng Strandad ở Ozzy, thuộc ranh giới giữa Áo và Italia. Đây là xác ướp cổ nhất châu Âu. Nguyên nhân tử vong được cho có thể là một cú đánh vào đầu. Hiện xác ướp Ozzy được trưng bày tại bảo tàng khải cổ Sotiron, Ý. Juanita được phát hiện trên đỉnh núi Ambato, Peru, cùng với bộ xương của một bé trai, một bé gái và một người phụ nữ khác vào ngày 8 tháng 9 năm 1995. Bé gái này có độ tuổi 12-14, qua đời cách đây khoảng 500 năm. Theo các chuyên gia, bé gái bị giết để làm vật tế cho các thần linh trên núi. Thi hài của bé còn gần như nguyên vẹn từ da, nội tạng, tóc, quần áo. Thánh nữ Bernadette có tên thật là Saint Marie Bernadette Soubirous, sinh ngày 7 tháng 1 1844, mất ngày 16 tháng 4 năm 1879. Sau khi qua đời, thi thể thánh nữ Bernadette được chôn cất ở nhà thờ Thánh Guida tại Nevers, Pháp. 30 năm sau, khi người ta khai quật ngôi mộ Bernadette và phát hiện thi thể của bà vẫn còn gần như nguyên vẹn và không chịu sự tác động nào từ môi trường. Xác ướp nổi tiếng Amar McCurdy, tên cướp khét tiếng, đã qua đời năm 1911, bất ngờ được một đạo diễn phát hiện ở trường quay một tập của bộ phim truyền hình ăn khách Người đàn ông 6 triệu đô tại công viên giải trí Nupe, bang California, Mỹ vào ngày 7 tháng 12 năm 1976. Thi hài tên cướp biệt McCurdy được ướp xác bằng kỹ thuật Asen, một loại kỹ thuật có từ trước năm 1920. Các bộ phận nội tạng bên trong xác ướp vẫn còn nguyên vẹn và đã hóa đá. Vết sẹo dài trên cơ thể cho thấy người đã thực hiện mổ tử thi. Ngoài ra, trên xác ướp có một vết thương do đạn gây ra. Xác ướp vua Ramses II Ai Cập, người được coi là pharaoh vĩ đại nhất từng cai trị Ai Cập cổ đại. Thi hài của ông được đánh giá là một trong những xác ướp được bảo tồn